được một cái bài làm đó là trứng quế. À, hôm nay nhân lễ khai mạc của lễ hội ẩm thực tại Đê Sáp 2019 thì trứng quế đã gọi là mang những cái sản phẩm tốt nhất của mình đến để cho thực khách có thể thưởng thức trầm hương đặc biệt tại gian hàng Tâm An Lạc. Đấy, các bạn có thể xem Ngọc chia sẻ một chút về cái trầm này. Đây là cái sản phẩm là trầm tiến tự nhiên. Đấy, và cái cách sử dụng là mình sẽ đốt bằng than. Đây là một trong những sản phẩm mà thưởng thức trầm và tinh túy nhất. Đấy, nó tận dụng được tối đa cái khả năng khuếch tán của trầm và nó đáp ứng được cả không gian rộng. Sản phẩm rất là tuyệt vời. Một cái miếng này mình có thể đốt được trong vòng khoảng bao nhiêu lâu? Một miếng này thì chắc là mình chỉ được tầm khoảng trong khoảng 5 đến 7 phút. Cái hương thơm khi mà mình đốt xong thì nó lưu lại là khoảng bao lâu anh? Nếu mà quan trọng nhất là cái không gian của mình. Nếu mà không gian của mình nó vừa phải và nó kín ấy, thì anh đốt một thời gian thì sẽ lưu lại có thể là gì là rất là dài, vài tháng. Còn nếu mà cảm không gian rộng như này thì không thể lưu được, đúng không ạ? Rõ ràng là vừa mới đốt xong là cái gọi là cái mùi thơm của trầm nó lan tỏa hết cả không gian của chai Tâm An Lạc. Thì anh có thể cho biết là cái giá thành để cho bà con được những Phật tử ấy để mình sản phẩm của bên Trầm Tuệ thì có rất là nhiều mức giá để đáp ứng được tất cả những khách hàng tiêu dùng, từ những là sản phẩm thấp nhất là như là nhang hương cho đến những sản phẩm là cao cấp như là trầm điếm, thì nó tùy theo cái khả năng mức tiêu dùng của mỗi gia đình ấy, thì mọi người đều sử dụng được sản phẩm trầm hương, chứ không phải là gì là đáp ứng được một cho một đối tượng nào đâu, tất cả sản phẩm đều có phân khúc từ thấp cho đến cao. Thế là mọi người mà muốn liên lạc với anh để đặt cái trầm tuệ này đúng không? Dạ. Là thì cứ liên hệ trực tiếp qua Tâm An Lạc là có đúng không? Đúng rồi. Tâm An Lạc cũng là một trong những đại lý mà là đối tác của Trầm Tuệ, phân phối sản phẩm của Trầm Tuệ. Rồi. Các bạn có thể liên hệ tại địa chỉ 70 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là số 2 lô 4E, Trung Yên 10B, Cầu Giấy, Hà Nội, có Tâm An Lạc. Thì tất cả những sản phẩm tuyệt vời nhất của Trầm Hương, của Trầm Tuệ sẽ được bày bán và giới thiệu tại đây. Anh giới thiệu thêm cho mọi người biết về cái hương trầm đại tuệ đúng không? Trầm tuệ thì khi mà đốt như thế này thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của mình hay không? Đấy, đây là cái mà rất nhiều người quan tâm về vấn đề này. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tất cả các sản phẩm của Trầm Tuệ thì hoàn toàn là tự nhiên đó, và có nhiều cái phân khúc cho khách hàng lựa chọn. Cái trầm hương thì nó mang lại nhiều cái tác dụng. Thứ nhất là làm cho cái căn phòng mình, khi mình đốt lên thì căn phòng mình nó ẩm. Thứ hai là những người mà gửi cái ở trong phòng mình đốt đó thì rất là thư giãn. Thứ ba là trầm nó làm lọc không khí nó sạch. Đó, không khí sạch thì các con côn trùng là nó sẽ không ẩn náu trong các căn phòng đó. Nên là cái sản phẩm của Trầm Tuệ hoàn toàn an toàn cho mọi người sử dụng. Và mọi người có thể là đốt ở trong các cái phòng kín và các phòng điều hòa mà không có bị ảnh hưởng sức khỏe. Mình thấy rất là thư giãn. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Lương thì vừa đứng một hồi ở đây thôi, nhưng mà đã ngửi thấy được cái mùi hương thơm của Trầm Tuệ. Thấy rất tuyệt vời, mặc dù ở cái không gian rất rộng nhé. Quý vị và các bạn thấy không gian rất rộng nhưng mà Lương đã ngửi thấy được cái mùi hương thơm rất quyến rũ và rất dễ chịu. Đó, cái mùi thơm hương rất rất dễ chịu. Đó, nên là quý vị và các bạn mà những ai mà quan tâm đến Trầm Tuệ thì chúng ta sẽ liên hệ trực tiếp. Thì sau đó thì Lương sẽ comment ở bên dưới hoặc là mình sẽ đưa cái thông tin của Tâm An này lên trên đài để chúng ta sẽ liên hệ. Đấy, xin cảm ơn quý vị và các bạn.